Cách đây 70 năm, ngày 30 tháng 10 năm 1949, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra quyết định các lực lượng quân đội Việt Nam hoạt động trên chiến trường Lào tổ chức thành hệ thống riêng và mang tên là Quân Tình Nguyện. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không quản ngại khó khăn gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh, sát cánh cùng các lực lượng của cách mạng Lào, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng vũ trang, chiến đấu chống địch, bảo vệ thành quả cách mạng Lào. Việt Nam và Lào, hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Và đặc biệt, trong những thập kỷ qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hàn, Chủ tịch Suphanuvong đặt nền móng là quy luật phát triển chung trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, gần gũi bên nhau như làng trên xóm dưới. Dãy Trường Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào là bức tường thành hiểm yếu, tạo điều kiện cho hai nước tựa lưng vào nhau, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Cuối thế kỷ 19, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào cùng bị thực dân Pháp xâm lược và đặt ếch cai trị tàn bạo. Hai nước có cùng một kẻ thù chung. Việc xây dựng khối đoàn kết đấu tranh trở thành một nhu cầu tất yếu khách quan của hai dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương mở đầu những trang sử vẻ vang của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Bộ phận Việt Kiều tại Lào đẩy mạnh hoạt động phối hợp với nhân dân Lào đấu tranh nhằm thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc ở Việt Nam và Lào. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Lào. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, một cuộc meeting lớn diễn ra tại khu vực chợ mới ở Viêng Chăn, có đông đảo nhân dân Lào và Việt Kiều tham gia, đánh dấu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Lào. Sau khi giành được chính quyền, chính phủ hai nước đã ký Hiệp ước Tương trợ Lào-Việt và Hiệp định về Tổ chức Liên quân Lào-Việt, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự hợp tác giúp đỡ và liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai dân tộc Việt-Lào. Tiêu biểu cho tình đoàn kết liên minh chiến đấu liên quân Lào-Việt trong năm đầu của cuộc kháng chiến là trận chiến đấu bảo vệ Thà Khẹt ngày 21 tháng 3 năm 1946. Tinh thần chiến đấu và sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ liên quân Lào-Việt, trong đó có chiến sĩ Việt Nam Lê Thiệu Huy, đã nhắc nhở cho thanh niên Lào, cho nhân dân Lào luôn bền bỉ chiến đấu để giết đế quốc xâm lăng và giành độc lập thực sự cho đất nước. Từ năm 1948, quân và dân Việt Nam tăng cường lực lượng sang phối hợp giúp đỡ nhân dân Lào đẩy mạnh kháng chiến. Mặt trận Tây Bắc Lào được thành lập nhằm xúc tiến việc xây dựng căn cứ địa Tây Bắc Lào nối liền với khu Tây Bắc của Việt Nam. Ngày 20 tháng 1 năm 1949, đội Itsala, tiền thân của quân đội nhân dân Lào, được thành lập ở vùng căn cứ Siềng Khọ, Hủa Phăn, do đồng chí Cai Sòn Phong Vi Hàn làm tổng chỉ huy. Ban xung phong Lào Bắc ra đời để xây dựng căn cứ địa ở Lào Bắc làm chỗ dựa cho việc xây dựng và phát triển thế trận chiến tranh nhân dân. Đoàn võ trang công tác miền Tây được tổ chức làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào ở khu vực phía nam tỉnh Hủa Phăn và phía bắc tỉnh Siêng Khoảng. Và khu đặc biệt được xây dựng ở Quảng Nam Việt Nam để làm chỗ dựa xây dựng căn cứ Hạ Lào. Lúc đầu thì đi giúp rồi cũng chưa biết gì. Sau thì ông bắt đầu giải thích cái câu bắt đầu giúp bạn là đi vận động cách mạng đấy. Thì mới hiểu sâu. Chứ giúp tưởng là đưa quân qua để giúp này kia rồi. Chứ cái lúc đầu thì trình độ hiểu biết cách mạng, giác ngộ cách mạng của bạn cũng cần phải vận động nhiều lắm. Đặc biệt của cái quan hệ Việt Nam là mình mới sống được. Cho nhiều khi tôi nghĩ như mình ngủ ngoài rừng, họ ra rồi họ tỉ mẩn, họ tìm hiểu mình, rồi dần dần họ mang cơm cho anh em cơ sở. Chứ nếu không có lấy gì mà ăn, ăn củ ngoài, ăn củ rừng đâu, mức độ thôi chứ không thể ăn hoài được. Đấy, cho nên tôi cho là
từ những cái việc làm cụ thể của quân tình nguyện và với cái bản chất của người Lào, thì cái quan hệ giữa nhân chúng tôi với nhân dân Lào rất là tốt. Ngày 30 tháng 10 năm 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định các lực lượng quân sự của Việt Nam được cử làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, tổ chức thành hệ thống riêng và lấy tên gọi là quân tình nguyện. Cái quan trọng nhất là bác xác định rằng là đây là việc phải làm, đây là việc cần làm, phải làm cho tốt. Và bây giờ nữa, bác lại dạy thêm nữa là như vậy nữa thì muốn làm tốt được việc này thì phải xem như thế nào. Anh phải xem đất nước Lào như là tổ quốc anh. Anh phải quý trọng nhân dân Lào, quý trọng phong tục tập quán của Lào. Đấy. Rồi thì anh phải cùng ăn cùng ở với người Lào. Anh là xem như là người Lào. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Đại hội Quốc dân Lào, Mặt trận Lào kháng chiến, họp từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1950 tại Tuyên Quang, Việt Nam, quyết định thành lập Chính phủ kháng chiến Lào, lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Lào, tức Neo Lào Isala, do Hoàng thân Suphanuvong làm chủ tịch kiêm Thủ tướng Chính phủ. Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 tại xã Vinh Quang, nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam, đã đề ra những quyết sách mới, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi, xác lập đường hướng đi lên của cách mạng Việt Nam và Đông Dương. Đại hội chủ trương tăng cường củng cố khối đoàn kết liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương trên tinh thần phát huy tính chủ động sáng tạo và thực lực cũng như tình hình cụ thể ở từng nước. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, Hội nghị Liên minh Nhân dân ba nước Đông Dương khai mạc tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị nhất trí thành lập khối Liên minh Nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, cùng nhau đánh đuổi thực dân đế quốc xâm lược, giành độc lập thực sự cho nhân dân Đông Dương. Tháng 4 năm 1953, quân tình nguyện Việt Nam và bộ đội Lào quyết định mở chiến dịch Thượng Lào. Đi cái chiến dịch Thượng Lào thì nếu mà không có bạn Lào, các đồng chí giúp nắm địch, nắm địa hình, thông thổ các thứ này nọ thì chúng tôi làm sao hoàn thành nhiệm vụ đấy. Thế nên cảm thấy chiến đấu trên đất bạn cũng như chiến đấu trên đất mình thôi, cũng được nhân dân bạn là giúp đỡ. Với thắng lợi của chiến dịch Thượng Lào, hậu phương kháng chiến của Lào đã nối thông với vùng tự do của Việt Nam, tạo thế phối hợp chiến lược giữa Việt Nam và Lào, góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương tiến lên một bước mới. Tháng 12 năm 1953, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Lào Isala mở chiến dịch Trung Lào, Hạ Lào, góp phần làm phá sản kế hoạch tập trung quân của Nava, tạo điều kiện củng cố phát triển thế phối hợp chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cuối năm 1953, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm giải phóng hoàn toàn vùng Tây Bắc Việt Nam, tạo điều kiện cho quân và dân Lào giải phóng vùng cực Bắc Lào. Trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, chiến trường chính là Điện Biên Phủ. Để phối hợp với chiến trường chính, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định của ba chiến trường phối hợp đặc biệt quan trọng, một là Trung Hà Lào, hai là Bắc Lào, ba là chiến trường đồng bằng Bắc Bộ. Ba cái chiến trường đó có nhiệm vụ tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của quân Pháp, thu hút kìm chân địch trên các chiến trường đó để tạo điều kiện cho chiến trường chính Điện Biên Phủ tập trung tiêu diệt giải phóng Điện Biên Phủ. Từ cuối tháng 1 năm 1954, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với bộ đội Lào tiến công phòng tuyến sông Nậm U, Thượng Lào, đẩy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của địch vào thế hoàn toàn bị cô lập. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân và dân Việt Nam mở đầu cuộc tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và cũng là thắng lợi của khối đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia mà Việt Nam làm trụ cột trong sự nghiệp kháng chiến chống kẻ thù chung.
cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, việc ký kết Hiệp định Geneva là một thắng lợi quan trọng của sự nghiệp đoàn kết kháng chiến của nhân dân ba nước Đông Dương nói chung, của hai nước Việt Nam, Lào nói riêng trong cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Đế quốc Mỹ vẫn từng bước thực hiện âm mưu xâm lược miền Nam Việt Nam và Lào. Vì vậy, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào phải tiếp tục phối hợp đấu tranh để bảo vệ thành quả của cách mạng vừa giành được. Năm 1954, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định thành lập Đoàn Cố vấn Quân sự Đoàn 100, giúp các đơn vị quân đội Pathet Lào học tập về chính trị quân sự, nâng cao trình độ chiến đấu. Từ cuối năm 1958, Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đẩy mạnh các hoạt động lật lọng, từng bước xóa bỏ các hiệp ước hòa hợp dân tộc đã được ký kết. Theo yêu cầu của Trung ương Đảng Nhân dân Lào về việc giải thoát các đồng chí lãnh đạo của Neo Lào Hắc Sạn, đêm 23 rạng sáng 24 tháng 5 năm 1960, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Viêng Chăn, cơ sở nội thành phối hợp với Tổ công tác đặc biệt Việt Nam và binh lính sĩ quan canh gác đã đưa Hoàng Thân Su Phan Nu Vong và 15 đồng chí bị bắt ra khỏi trại giam Phôn Khênh về căn cứ an toàn. Từ đầu năm 1961, Đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn đẩy mạnh việc đánh phá hòng ngăn chặn việc vận chuyển của đoàn 559 trên tuyến đường Đông Trường Sơn. Để đáp ứng yêu cầu chi viện ngày càng lớn cho chiến trường miền Nam và cách mạng Lào, Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Nhân dân Lào đã thảo luận thống nhất chủ trương mở đường vận chuyển chiến lược sang phía Tây Trường Sơn. Được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân các bộ tộc Lào, các đoàn công tác quân sự Việt Nam đã xây dựng được nhiều cơ sở cách mạng phục vụ cho việc mở tuyến đường mới dọc Tây Trường Sơn trên đất Lào. Cái đường ở phía đông đã là một thời kỳ nhưng mà làm ở đất ta. Nhưng mà sao thằng địch nó phá triệt. Như vậy chúng ta tắt đường này 3 năm trời. Sao chúng ta phải nhờ Lào để chúng ta xây dựng cái Tây Trường Sơn. Tôi cho cái sự đóng góp của Lào và sau này có một phần Campuchia nữa, thì tôi cho rằng đó là trên thế giới này chắc có lẽ chưa có một cái quan hệ đặc biệt nào mà lãnh đạo và người dân người ta đồng tình để mà giúp đỡ nhau trong cái lúc hoạn nạn như thế. Tôi cho đó là cái có lẽ vì lịch sử cũng phải muôn đời ghi nhớ công ơn của bà con nhân dân Lào đã giúp đỡ mình trong cái thời kỳ đó. Những hoạt động phối hợp giữa quân tình nguyện và bộ đội, nhân dân hai nước Việt Nam, Lào trong xây dựng lực lượng và chiến đấu đã tạo sự chuyển biến rất có lợi về quân sự, chính trị cho lực lượng cách mạng Lào, góp phần bảo vệ và phát triển tuyến đường Tây Trường Sơn. Đặc biệt, đầu năm 1968, Bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp với quân giải phóng Lào mở chiến dịch tiến công Nậm Bạc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn khu vực Nậm Bạc Khăm Đen. Chiến dịch Nậm Bạc thì hướng chủ yếu tấn công thì sử dụng là sư đoàn 316, dùng trung đoàn 148 cộng lại với tiểu đoàn 1, tiểu đoàn 2 của chúng tôi với tiểu đoàn 3 đang phòng ngự ở trên các cái đường đó, để tấn công vào hướng chủ yếu, đánh vào trung tâm của địch. Với bạn Lào thì đoàn là tiểu đoàn 409 là nằm trong cái đội hình ở hướng chủ yếu. Khi đánh vào trong đấy thì có cái tiểu đoàn đó. Còn bộ đội địa phương là cái dân quân du kích của Nậm Bạc là phối hợp với các cái đơn vị ở đó để tiến hành là cùng các đơn vị đoàn kết với nhau để mà chiến đấu trong cái chiến dịch Nậm Bạc. Tiến công Nậm Bạc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn khu vực Nậm Bạc Khăm Đen với trên 1 vạn dân, nối liền vùng giải phóng Thượng Lào thành khu vực liên hoàn, tạo thế vững chắc cho hậu phương cách mạng Lào và hỗ trợ thiết thực cho cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và Campuchia. Đồng chí Cay Sòn Phong Vi Hàn phát biểu nhấn mạnh,
Sự giúp đỡ của Việt Nam cho cách mạng Lào hết sức tận tình và vô tư. Các đồng chí đã giúp chúng tôi cả vật chất và xương máu. Xương máu của nhân dân Việt Nam đã nhuộm đỏ khắp nơi trên đất nước Lào vì nền độc lập của Lào. Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Lào đã xây dựng nên mối quan hệ đặc biệt. Thực tế, đó cũng là sự vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Các lực lượng chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Lào đã đẩy mạnh nhiều hoạt động, chú trọng giúp bạn xây dựng. Thì chúng tôi phải làm cái ba cùng với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng dân sản xuất, cùng dân chiến đấu để bảo vệ bản làng. Thì lúc bây giờ ở Lào thì có cái tức là người ta bảo là dân vận được mùa. Tức là nhờ có công tác dân vận mà mình mới phát triển được cơ sở, phát triển được phong trào, phát triển được cuộc kháng chiến, mới giúp bạn xây dựng được điều mọi mặt. Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Lào nâng cao khả năng trình độ chiến đấu của bộ đội Lào, đập tan các chiến dịch Cù Kiệt tháng 10 năm 1969, tháng 4 năm 1970. Thắng lợi trên chiến trường Đường Chín Nam Lào tháng 3 năm 1971 đã làm thất bại hoàn toàn ý đồ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, hòng chặt đứt tuyến hậu cần chiến lược của ta, cô lập cuộc kháng chiến ở miền Nam cũng như ở Campuchia và Lào. Mục đích của địch chủ yếu Nam Sơn 719 đó đánh chiếm các cao điểm, không cho ta vận chuyển vào Nam. Cắt đứt cái con đường vận chuyển của đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi là những nhiệm vụ ở phía Tây và Nam Lào cũng là nhiệm vụ thiết thực bảo vệ cái con đường đó để cho cái thông suốt. Đó là thắng lợi rực rỡ của khối đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung và tình hữu nghị thân thiết của quân và dân Việt Nam, Lào. Với sự nỗ lực vượt bậc của bản thân và cùng với sự đoàn kết giúp đỡ vô tư trong sáng của Việt Nam, đến cuối năm 1972, cách mạng Lào đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Vùng giải phóng Lào được mở rộng, củng cố, đã nối liền từ Bắc đến Nam và từng bước xây dựng theo quy mô một quốc gia có nền tài chính riêng, có một số xí nghiệp công nghiệp nhỏ, thương nghiệp quốc doanh. Nhiều tỉnh đã bước đầu tự túc được lương thực. Nhân dân các bộ tộc Lào trong vùng giải phóng từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Và phần lớn là anh em chuyên gia ta là rất là thạo tiếng Lào. Ở phía Lào thì Việt Nam ấy, anh em quen tiếng Lào nói chung là cho nên là nói như người nhà thôi. Cho nên là thực ra nói là có rất nhiều thuận lợi. Đấy, có cái vấn đề gì là cùng bàn bạc với nhau để giải quyết, thì xây dựng lực lượng thì là giải quyết với các cái vấn đề khác vân vân thì làm tương đối tốt. Mà trên thực tế mà nói là những việc làm của chuyên gia Việt Nam đối với Lào hay là ngược lại Lào đối với Việt Nam, những cái vấn đề quan hệ các thứ như thế đấy, thì người ta thấy là như Bác Hồ ta nói, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long là đúng như thế thật, vô tư trong sáng. Năm 1973, Việt Nam đã tổ chức các đoàn đại biểu, đại diện của Đảng Lao động và Nhà nước sang thăm hữu nghị chính thức vùng giải phóng Lào. Sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ hiệu quả giữa Lào và Việt Nam nói trên đã làm cho thế và lực của cách mạng Lào lớn mạnh vượt bậc, hỗ trợ tích cực cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát động toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong cả nước nổi dậy đoạt lấy chính quyền và giành thắng lợi hoàn toàn. Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ra đời tháng 12 năm 1975 là thắng lợi to lớn triệt để của nhân dân các bộ tộc Lào, đồng thời cũng là thắng lợi quan trọng của mối quan hệ đặc biệt, liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18 tháng 7 năm 1977. Trong đó nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị không gì lay chuyển được giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. Hiệp ước đó đã trở thành cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực
cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị trong những năm chiến tranh và thời hòa bình, chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật. Hàng loạt hệ thống trường lớp ở Lào được sự giúp đỡ của Việt Nam. Nhiều dự án hợp tác hai nước góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân Lào. Ngày 20 tháng 1 năm 1986, việc phân vạch và cắm mốc trên thực địa toàn tuyến biên giới Việt-Lào dài 2.067 km đã hoàn thành. Tháng 12 năm 1988, quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế trở về Tổ quốc, nhưng tình cảm giữa quân đội và nhân dân hai nước vẫn mãi mãi nồng thắm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trên nửa triệu lượt cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào. Hơn 45.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Nhiều vạn cán bộ chiến sĩ đã để một phần xương máu của mình trên chiến trường Lào. Hàng ngàn đứa con của họ đã bị di chứng chất độc dioxin. Tổ công tác quy tập hài cốt đã hồi hương nhiều liệt sĩ. Nhiều liệt sĩ hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào là hình mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả vì lợi ích của mỗi quốc gia, như lãnh tụ Hồ Chí Minh khẳng định: giúp nhân dân nước bạn, tức là mình tự giúp mình. Đảng, nhà nước Việt Nam đã ghi nhận công lao của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào bằng huân chương sao vàng. Đảng, nhà nước Lào phong tặng quân tình nguyện Việt Nam tại Lào huân chương vàng quốc gia. 51 đơn vị quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Nhiều đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng 2 lần. 23 cán bộ chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Gần 30 vạn cán bộ chiến sĩ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Lào tặng huân huy chương. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Đảng, Nhà nước Việt Nam phong tặng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào đã khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn Lào, chiến đấu cho đến ngày toàn thắng, góp phần trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia. Những chiến công xuất sắc của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào mãi mãi là bản hùng ca bất diệt, là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam, Lào trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời thăm hỏi ân cần, thắm tình hữu nghị của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, cùng toàn thể các tướng lĩnh quân đội và các cựu chiến binh Lào tới Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam anh em. Đặc biệt, đối với các đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã thực hiện thành công nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Lào. Hai nước Lào và Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất và tự chủ, cùng bảo vệ, giữ gìn và xây dựng đất nước, định hướng xã hội chủ nghĩa hơn 40 năm qua. Hiện nay, mặc dù tình hình khu vực quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, cùng với việc các nước thù địch không ngừng âm mưu phá hoại thành quả cách mạng hai nước, quan hệ đặc biệt thủy chung trong sáng, gần gũi thân thiết giữa nhân dân hai nước Lào, Việt Nam không những không bao giờ phai nhạt mà ngày càng phát huy sâu rộng, ngày càng có hiệu quả, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Lào và Việt Nam. Nhân dịp sang thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunyang Volachit không quên công lao của quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và đánh giá cao những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các đồng chí quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào. Chúng tôi biết rõ, không biết bao nhiêu các chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh xương máu của mình trên đất Lào. Chúng tôi nguyện cùng nhân dân Việt Nam gìn giữ mãi mãi tình đoàn kết đặc biệt, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tình đoàn kết trong sáng đó mãi mãi là truyền thống quý báu của nhân dân hai nước Lào, Việt Nam mà không một kẻ thù nào có thể phá vỡ nổi. Hơn 70 năm làm nhiệm vụ giúp cách mạng Lào, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả. Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng để tăng cường phát triển mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.